Với căn nhà này thì ngõ rất là nông mọi người ạ. Đây, đây là đường ô tô và căn nhà nằm ở trong vị trí này. Nó cách một nhà là ra tới đường ô tô, giao thông đi lại thuận tiện. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà thuộc tổ dân phố 4, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì ngõ rất là nông mọi người ạ. Đây, đây là đường ô tô và căn nhà nằm ở trong vị trí này. Nó cách một nhà là ra tới đường ô tô, giao thông đi lại thuận tiện. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì nó rất là gần với lại ngã tư Sa La Nguyễn Xiển mọi người ạ. Nó rất là gần, đi lại thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này nó gần với chợ Hà Đông, gần với lại Ủy ban Nhân dân quận. Và căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Ưu điểm là gần với đường ô tô, nhược điểm cái ngõ trước nhà hơi nhỏ một chút. Và cái thiết kế của căn nhà này thì rất là hợp lý để bù lại cho cái nhược điểm với cái thiết kế của ngôi nhà 32m2 đến 34m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng thì thiết kế tới 4 phòng ngủ mọi người ạ. Ngoài đang đứng ở đây đó là cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà vừa mới xong hết chỉnh chu, chỉ có việc dọn đồ về và ở ngay. Sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn mọi người nha. Với giá chào bán hiện tại của ngôi nhà là 3.200.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, căn nhà này là thuộc tổ dân phố 4, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, đi lại thuận tiện. Từ vị trí này mà đi ra tới cái ngã 3 Sa La Nguyễn Xiển, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 800m thôi mọi người nha. Với cái căn nhà này thì nó gần với chợ Hà Đông, gần với ngã 5 Hà Trì, gần với lại viện quân y 103, gần với lại bệnh viện Ca Tân Triều. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện. Thiết kế của ngôi nhà thì Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt và hoàn thiện đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60. Với cái căn nhà này thì đúng theo hiện trạng của ngôi nhà là có thể dọn đồ về và ở ngay. Tiếp theo, tầng 1 của ngôi nhà ở đây, chủ nhà thiết kế là phần phòng bếp. Đây, hoàn thiện xong hết cái khu vực bếp này rồi mọi người nha. Tủ gỗ, hệ thống phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt đầy đủ. Nói chung với căn nhà này đấy, rất là hoàn thiện, ok. Với cái phần phòng bếp này thì quý vị có thể kê cho Ngọc Ánh ở đây một bộ bàn ăn rất là hợp lý. Ngoài cái phần tầng 1 thì ở đây còn thiết kế thêm một phòng vệ sinh nhỏ, đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Nhà này thì cách đúng một nhà là ra tới cái đường trục đường ô tô đi lại được, rất là thuận tiện. Đó, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết đường hướng giá. Hướng của căn nhà này là hướng Tây Nam, giá chào bán là 3.200.000.000 đồng. Sổ đỏ riêng biệt, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng. Và sau đây xin mời mọi người theo em lên trên phía các tầng của ngôi nhà nhé. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế như Ngọc Ánh vừa quay rất là chi tiết cụ thể, thì cái phần tầng 1 Ngọc Ánh vừa đứng đó là phần để xe. Phòng khách là thiết kế ở trên phía tầng 2 như thế này nha mọi người. Được lát sàn gỗ này, có cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, quạt trần được lắp đặt đầy đủ rồi. Đó, quan trọng là vị trí cho nên là cái giá bán của nó sẽ cao hơn so với lại những cái khu vực Yên Nghĩa chẳng hạn mọi người ạ. Yên Nghĩa, Đồng Mai, Biên Giang thì nó chỉ tầm tỷ 8, 2 tỷ, 2 tỷ 1, 2 tỷ 2 một căn thôi. Nhưng mà ở vị trí căn nhà này thì giá nó khác, giá nó gần trung tâm hơn thì giá nó cao hơn. Đây là ở phía tầng 2 của ngôi nhà, phòng ngủ phía tầng 2. Với cái căn phòng ngủ này thì nó khoảng tầm 9-10m2, cũng được lát sàn gỗ này, rồi là rèm cửa, điều hòa. Nhưng mọi người thực tế nhìn đây, nói chung ở đây thì chủ nhà có lắp cho mình một cái chuồng cọp ở phía tầng 2 này, khá là an toàn. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đó. Và ngoài ra phía tầng 2 thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo. Ở đây là bình nóng lạnh luôn này, quạt hút mùi. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nhé. Và Ngọc Ánh xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế gồm 2 phòng ngủ trước và sau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Đây là phòng ngủ tầng 3 mọi người nha. Đây, thực tế phòng ngủ ở phía tầng 3 này thì chủ nhà không thiết kế hệ thống trần thạch cao, thay vào đấy là thiết kế trần thường, không làm mà sàn gỗ nữa mà thiết kế vào đây là gạch mọi người nha.
gạch màu trắng. Cái phòng ngủ ở phía bên trong này nó rộng hơn phòng ngủ phía bên ngoài mọi người ạ. Đó. Các phòng ngủ phía bên ngoài đều được chủ đầu tư lắp rèm cửa cũng như là điều hòa, cửa sổ thông thoáng hai lớp, an toàn an ninh. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Công năng sử dụng bồn cầu này, hệ thống sen tắm này, bình nóng lạnh lắp đặt sẵn rồi. Nói chung với căn nhà này thì quý vị chỉ việc chọn cho mình một ít nội thất nữa là có thể dọn về ở luôn. Và sau đây xin mời người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và ngoài đang đứng ở phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một ô kính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Ở phía tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Nơi của máy đang đứng ở đây là phần thiết kế để máy giặt, sàn thoát nước, ổ điện. Và tầng 4 thiết kế thêm một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể để làm phòng ngủ, có thể để làm phòng thờ. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Như vậy với cái căn nhà này 4 tầng thiết kế 4 phòng riêng biệt, phần để xe, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, rất là hợp lý. Và phần còn lại đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà, vô cùng rộng nha mọi người. Đó, thiết kế tối ưu công năng sử dụng 3 tỷ 200 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Vị trí của nó thì thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041414 nhé. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.